Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em yêu Lan. Hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2021. Thì hôm nay em có xuất ra một cái mầm gốc của con lam canh trắng bạch tuyết cả nhà nhé. Thì đây nó là cái mầm gốc này, là em mới lách ra được khoảng tầm độ hơn chục hôm. Thì đây, hiện giờ là nó đang từ sau khi lách ra này, đấy, là nó đang bắt đầu là, mọi người nhìn kỹ rồi, nó đang bắt đầu hai mầm gốc xanh nét này. Nó lỗi rồi. Thì cái con này hôm nay là em có chia sẻ cho bạn, một bạn ở trên Hà Giang. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Hòa, xin chào tất cả anh em. Ừ, em tên là Hòa trên Hà Giang. Em ở đâu nhỉ? Em ở huyện Mỹ Xuyên, Hà Giang. Hôm nay có đến nhận cái kỳ bạch tuyết của anh Định. Anh chia sẻ lại cho. Rồi, ok. Thì cái độ bảo anh đấy, thì em lên cái clip này cũng là thứ nhất là để quay cây, giao cây cho bạn ấy nhá. Và thứ hai là cũng sẽ bảo hành cho em là lam canh trắng bạch tuyết nhá, là do kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà của em đấy, xuất ra. Để sau này bạn ấy có giống thì bạn ấy muốn chia sẻ hay là như thế nào đó thì cũng có một cái nguồn gốc nó rõ ràng. Đấy. Thì đây thì anh cũng giao cây cho em nhá. Giá cả thì anh em đã thỏa thuận rồi. Đấy, thì chúc em về trăm cây là mau lớn và sau này có giống để chia sẻ lại cho anh em để bắt tay em. Cảm ơn anh đã chia sẻ lại cho em khi bạch tuyết. Ok. Rất là đẹp. Rồi, chúc mừng em nhé. Rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em yêu Lan luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà của em. Rồi, em xin cảm ơn ạ.